quá luôn. Đây mà gọi em không? Đây anh cây gần cạnh cho em con nào con lấy nó ok luôn. Bao 100% luôn mọi người nhá. Bao không xây, không xước, không sát luôn mọi người ơi. Đây, quá đẹp luôn. Siêu đẹp, siêu bóng luôn. Không ăn mực này thì ăn mực nào luôn. Mực này thì luộc nó không bị luốt nha. Y hình luôn mọi người nhá. Đây. Ok, rồi sang đến mực loại B đây. Đây là loại A nhá. Sang loại loại rá phân thấp hơn một chút nhá. Ui giời ơi, siêu đẹp luôn. Nói chung là nó hai này nó chênh nhau tầm 50.000 thôi ạ. Đẹp quá là trời luôn. Đây đẹp nhá. Ai chụp quay. Đây, đây. Các khách sỉ của nhà em đang đứng đây rất là nhiều luôn. Thực ra, đây, đẹp quá. Trời ơi, đẹp thế nhở. Con nào con ấy y đẹp hình luôn. Luộc ra con này sẽ không y hình luôn mọi người nhá. Nó không bị luốt, mà nó sẽ không bị trơn trượt da đây. Tươi ngon từ biển. Đây, hàng này câu nhá. Đẹp quá luôn. Đẹp vào mặt em không? Rồi ok nha. Trời ơi đẹp thế nhở. Được đóng thùng quy cách là một thùng 10 cân mọi người nhá. Đây, em xị từ một thùng mọi người ơi. Xị từ một thùng nhá. Đây, quá đẹp luôn. Nhập hàng tận gốc không qua trung gian. Bao ăn từng con. Không ngon, hoàn tiền.